Hello, em xin chào tất cả các bác nhá. Các bác ơi, cho em gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Và hôm nay em có một bộ xếp tộ ba cái bát rất là đẹp luôn. Ba cái bát này là từ thời Meiji nha các bác nhá. Hoạt tiết vẽ tay nổi khối. Đây là một chú hạc tam trô và trên lưng chú hạc là có vẽ một người. Người này thì em cũng không biết người này là gì cả các bác ạ. Em chỉ biết là người nhưng mà vẽ bằng vàng. Đấy mọi người xem cái áo này, bằng vàng nhá. À, bộ bát này từ thời Meiji có hơn 100 năm tuổi rồi. Bộ bát này khá là đẹp luôn các bác ạ. À, em xin phép là em quay và em đo luôn kích thước. Đây cái chiếc nhỏ nhất của... đây các bác ơi. Cái chiếc nhỏ nhất của nó là 30,5 30.5 À, đây em nhấc lên cho các bác xem này đây họa tiết đây đó. đây cái này đây là cái bát thứ hai to thứ hai em đo kích thước xong em sẽ quay họa tiết họa tiết thì nó giống nhau không, mọi người nhá đây bát này là cái bát tầm trung của nó là 33,5 ba 33, mươi ba năm họa tiết nó đây mọi người À, những cái họa tiết này thì nó giống nhau và em xin phép là lát nữa em quay cái to thì em quay sẽ cẩn thận hơn còn cái bé này thì em chỉ quay sơ qua cho các bác Sẵn các bác nào muốn mua muốn, muốn, muốn lấy hình ảnh thì em sẽ gửi cho các bác hình ảnh sau còn hiện tại em chỉ quay sơ qua thôi còn lát nữa cái to em sẽ quay chính xác hơn vì là ba cái nó giống nhau của các bác à em phải đo cái chiều cao của cái nhỏ đó xin phép các bác để em đo lại cái chiều cao của cái nhỏ nhé đây, chiều cao của cái nhỏ là 8 nha mọi người nhé 8 gầm tầm 8,3 đấy đây mọi người bây giờ tính 8 đi chiều cao là 8 chiều cao là 8 đây, cái bát này mọi người xem này. cái bát tầm trung này. vàng nó đẹp không mọi người ấy trên lưng người, toàn bộ bằng vàng những cái đường kẻ này cũng là vàng như mọi người nhé đây này những kẻ này cũng là bằng vàng hết Đây. Chuyện ở đây. Em bát này là từ thời Meiji các bác Hơn 100 năm tuổi rồi. Đây họa tiết bên ngoài ở đây. Em đặt ở đây em quay sơ qua họa tiết bên ngoài cho các bác. Em vừa, vừa quay một mình vừa quay vừa nhấc đầu lên là nó hơi khó chịu các bác thông cảm cho em một chút. Đây, em em úp nó lại em em quay cho mọi người xem. Đây, tiết bên ngoài cái này là cái tầm trung nhá mọi người nhá Đấy, tiết nó chỉ như thế thôi em em đo cái chiều chiều cao của cái tầm trung này chiều cao của tầm trung này là 9,5 mọi người nhá gần 10 mọi người à, cái này là tầm trung bây giờ em xin phép để em sẽ đo cái cái to nhất đây cái to nhất đây. mặt của nó đây, mặt của nó là 37,5 nhưng mà người là 37,6 ấy, 37,5. 37,5. Ai à, họa tiết của nó đây, em xin phép em cái này em quay rõ hơn. À, ở trên thành nó đây các bác nhá. Đây núi Phú Sĩ. Rất là đẹp luôn các bác. các bác nào xem video của em mà muốn sưu tầm bộ bát tô này về để cho một chút góc nhỏ sưu tầm đồ cổ của Nhật này thêm sinh động thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé đây mọi người mọi người xem này trên lưng này vẽ vàng nhá ấy đẹp không mọi người vẽ vàng 24k luôn quá là chất À, đây cũng là vàng nhưng cái vàng này nó nhạt hơn một chút thôi mọi người à. từ thời Meiji đến bây giờ hơn 100 năm còn nguyên vẹn tình trạng nguyên vẹn không bị sứt mẻ gì quá là chất em các bạn em đặt lên đây à. em xin phép em đo chiều cao của, của chiếc to nhất này chiều cao nó là 11,5 mọi người nhé đây, chiều cao nó 11,3 đấy, khoảng đấy. 11,3 11,5. Đây, họa tiết ở đây. Họa tiết bên ngoài thì nó không không có được nổi trội lắm, nhưng mà ở bên trong thì là khá là đẹp. Ừ. Ở đây em cho các bác xem ở thành nữa nhá ở thành những cái bông hoa này là 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 vàng vàng nhé mọi người nhá vì vàng nổi khối lên nhá Sò là nó gọn tay lên nhá Vàng nổi khối lên các bác nhá Rồi một lần nữa thì cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác Đã xem video và từ trước này đã luôn ủng hộ em Toàn Rồi, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá Em Toàn chúc mọi người xem video của em Một ngày vui vẻ Mọi người cho em nhắc lại là nếu ai muốn muốn mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em xin chào tất cả mọi người.